Một chuyện hi hữu vừa xảy ra tại bang California của Mỹ. Chỉ vì giận dỗi mẹ của mình, hai đứa trẻ mới tầm 10 tuổi nhưng đã tự ý lấy trộm ô tô lái hơn 320 km mới bị phát hiện. Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Alachua thuộc bang Florida của Mỹ cho hay, bác sĩ, các sĩ quan cảnh sát đã chặn một chiếc xe đan màu trắng. Chiếc xe trước đó được báo cáo bị đánh cắp ở thành phố Northport, cách thành phố Alachua hơn 300 km. 320 km. Khi chiếc xe dừng lại, cảnh sát nhìn thấy một cậu bé 10 tuổi nhảy ra khỏi ghế lái và chị gái 11 tuổi cũng ra khỏi xe. Cảnh sát sau đó phát hiện chuyện hai đứa trẻ được thông báo mất tích ở thành phố Northport và chiếc xe bị đánh cắp là của mẹ ruột. Văn phòng cảnh sát trưởng quận Alachua cho biết, sở dĩ hai đứa trẻ bỏ trốn vì cả hai đứa trẻ đều khó chịu khi bị mẹ tịch thu các thiết bị điện tử. Sau khi nói chuyện với hai đứa trẻ, cảnh sát xác định các em không bị bất kỳ ai trong gia đình ngược đãi sau đó cả nhà đã gặp nhau và mọi vấn đề đã được giải quyết